Tôi sẽ lấy bóng bóng nặng ở phần này, thằng ngày này khi nhầm nâng mong mong hai mong bóng, ông phí đưa biết thưa sử dụng bóng bóng. Mong bóng ai nhầm sử dụng bóng bóng này, chỉ mùi nâng tất kỷ lụ bằng chế đáng vượt phê. Tất kỷ lụ mặt tế thái, đai mê nâng khăn ông bị tàu này, cứ chỉ tất kỷ lụ đồ bọc nhóm, đàm bay nhầm chỉ mùi nâng mong hốc tăng này. Tỏ ai là này, xong châu tôi sẽ lấy phí đưa biết thưa chỉ mùi khi nhầm tăng ở phần này. Sẽ chỉ lục trên chế đám rút, chung nôn 400 gram. Mong kia sẽ lọc chung nôn 200 gram. Bây giờ đọc đại hàn rùi chùm nôn 50 gram, khá rọt hàn rùi chùm nôn muối, bông môn chùm nôn 2 gram, trai chùm nôn 500 gram hàn rùi, tất bình kèo chùm nôn 1 sạp rượu bái, sơ sơ chùm nôn 1 sạp rượu bái, bình lăng ngô rực bình cha chùm nôn 2 sạp rượu bái, tâm sọc tâm gà hòm tình trạm rùi chùm nôn 1 sạp rượu bái. Sát tình trị cân đo chùm nôn 30 gram, tất sẽ yêu chùm nôn 1 sạp rượu bái, mereka hal nang masal sup kena jemun mui sabri kafe. Ya, hal ni kita sembah sejo. Tapi kadang bawa pon cak pilihan cha jo jemun pis sabri bay. Pada pilihan cha kadang hal cak sejuk di jalan jo bawa pon ka ko cha rahot al sak nang lang cuy. Cha sak nang menlay bay ni kita biar dari pilihan yang rum tu snow ter kelaj biar mencan dok kan kanong ban lo. Chà, những dạng cường xanh chố, nít tật sự yếu. Chà, hai bên chón. Skor xó. Mệt hai năm xa dục khả nọ. Văn tòa má mong bà ôn cô về. Ai sắp cho khả nế. Chà, văn tòa bị sắp hai mong bà ôn chạm sắp thị trị gần đó chó. Hai cô ấy sắp. Chà, bần tòa mắt dân đã tâm sọc tâm cửa hòm chố, hai câu về sọc tiết. Chà, bần tòa bị sọc dân đã trai chố, hai nâng cửa rộn hai nâng spay cả đào. Bên đây dân đã hói, đã cửa bần lai đang bay mộng nâng chố hát, bông bộ ôn đồng làng phương ai khả năng mật tích. Cô rồi hô đã ai cửa đang ở nâng sngột tật. Chà là nấy, cứ đừng dân ngụt thật háo dân dô tè chanh bì chân krán bằng tòa máu. Dân chạy cho tật nông chàn muối. Hai bê đè sno nâng nơi cất đáy bông bồn trở lại bằng kia sro chồn. Bằng kia sro nhầm đạng hàng krái bê đè dân dô tật bằng bông vì chạy ân lùm mốm vì ớt sơ sọ sạch. Chà hai bông bồn cầu ở sắp hai tục ở tật chạy sân chăm dân vay bông môn một cọp đạng chồn. Bây giờ vay ở lời nâng đi nơi cất đá thua lại bồn mòn nâng chờ ẩn. Chà, bằng tòa bị trẻ hát nhưng đã bồn mòn một cọp chó là hai dân cầu ở sọp. Chà, lời nít nhưng khu bồn mòn trùm nôn một cọp nằm bay tục liếp đưa sử bọ. Sẽ do đồng bó dưỡng, ai chết bàn đỏ, chà. Ai lời nít nhưng chắc là rùm sẽ do đồng bó dưỡng hói. Nhưng rùm bằng hai bóng bó ôn bí vị thi, đôi bóng bó ôn màn khơi nơi khăn ông vị tạ ôn chân. Nhưng bó dơ sẽ bó sẽ do má, hay dừng bọt chân má, hay dừng đã sẵn nô chùm luôn đầy mua sẽ là bệnh bái. Ai sẵn sàng khăn nha tớ, bí đầy dừng rùm tớ sẽ do đồng bó dưỡng nâng. Bần bần khăn nha lọ, chà. Hói bóng bó ôn bọt kiên kiên hói, rất bí ai nán. Rung bia này máu. Chà, đôi bóng bóng nó khơi nực nông vi tàu nữa. Bọt bia xong khang dáng hay rung bia làng chàng máu. Hay dương dọc bóng mòn này dương vai nắng điệp kiên kiên chẳng. Chà, nắng cứ vị thi tìm mùi. Mình tỏ mắt vị thi tìm bí. Chà, dương cổ nó đã xin nô lá dương bọt. Sự bọt xin dò nắng chùm nuôn. Hay riêng chả mình tạch máu. Chia chia nắng hay dừng bọt về sáng kháng. Hay dừng bọt sáng kháng hay dừng rung về tăng mái. Hay dừng liệp bông môn đôi nơi khăn ông biết ôm. Tìm mùi chẳng. Chà.
ចាចំពោះស្នូលបងប្អូនប្រើបន្លែអ្វីក៏បានស្អាតទៅលើយើងចូលចិត្តចាដូចខ្ញុំបានបង្ហាញអញ្ចឹងមកចាចាឥឡូវនេះរួចរាល់ហើយពោះសំបកសយទាំងអស់ហ្នឹងគឺរបៀបមួយគឺស្តៀងគ្នាប៉ុនគ្នាអញ្ចឹងដូចនៅក្នុងវីដេអូអញ្ចឹងចាបន្តពីឥឡូវនេះប្រេងឆាក្តៅយើងចាប់ផ្ដើមដាក់សយចូលហើយយើងបើកភ្លើងមធ្យមប្រហែលជា 50% ហើយបងប្អូនបំពងសយរបស់យើងហ្នឹងរហូតឲ្យឡើងក្រហមល្អចាហើយបងប្អូនត្រូវអាសាប្រែសយរបស់យើងត្រឡប់ទៅត្រឡប់មកដូច្នេះទើបវាឆ្អិនស្មើគ្នាចាឥឡូវនេះបងប្អូនអាចញ៉ាំបានហើយសម្បកសយរបស់នាងខ្ញុំនេះក៏បានឆ្អិនរួចរាល់អរគុណសម្រាប់ការចូលទស្សនានៅវីដេអូរបស់នាងខ្ញុំបើសិនជាបងប្អូនពេញចិត្តកុំភ្លេចជួយ like និង subscribe ស្វែងម្នាក់មួយផងដើម្បីទទួលនៅវីដេអូថ្មីថ្មីហើយកុំភ្លេចជួយ like Facebook page របស់នាងខ្ញុំដែលឈ្មោះមូលី Asavanda Cooking ដូចគ្នា